và các bạn, nằm ở vị trí miền núi Tây Bắc Nghệ An, huyện Quỳ Châu là vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Với nhiều lễ hội dân gian và sản vật giàu bản sắc của đồng bào dân tộc Thái, đặc biệt trong văn hóa ẩm thực của đồng bào nơi đây, thịt chua là món ăn ngon nổi tiếng được chế biến có kết hợp sự hòa trộn tinh tế của lá cây rừng, gia vị và thực phẩm tươi sống là thịt lợn, thịt bò hay thú rừng. Sản vật này đã tạo nên một phong cách ẩm thực riêng biệt, độc đáo. Trong chương trình Sắc màu văn hóa hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với mảnh đất Quỳ Châu để cùng tìm hiểu cách làm cũng như thưởng thức hương vị của món ẩm thực dân dã mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây. Cũng như nhiều tộc người vùng cao khác của Nghệ An, đời sống của người Thái ở Quỳ Châu trước đây thường gắn liền với tập quán phát cốt đốt trỉa và sống phụ thuộc vào săn bắt thú rừng. Theo các cụ cao niên kể lại, ngày xưa thú trên rừng còn nhiều, săn bắt ăn một lần không hết. Người dân nghĩ ra cách ướp thịt với muối, cơm nguội rồi cho vào ống bươn để bảo quản, làm nguồn thức ăn dự trữ lâu dài. Từ đó, món thịt chua của người Thái ra đời và được con cháu lưu giữ cho đến nay. Để làm được món thịt chua đúng với phong cách ẩm thực của người Thái ở Quỳ Châu, phải qua nhiều công đoạn. Trước hết, để có được dụng cụ ủ thịt, người ta phải lên rừng chặt những cây nứa hay luồng đem về để làm ống đựng. Việc lựa chọn cây nứa để làm ống đựng cũng phải đúng cách, phù hợp với kỹ thuật làm thịt chua. Khi lựa chọn cây để chặt, lưu ý cây nứa không quá già, vì nếu để một thời gian sẽ bị nứt, nước chảy ra làm cho thịt bị hôi. Còn nếu cây non quá, khi bịt lá vào ống nứa, để lâu sẽ bị teo vào, tạo thành khe hở, nước chảy, thịt cũng sẽ bị mất mùi. Là mình phải để cái mắt là để đằng ngọn. Đấy, còn chứ không được để đầu bên ý, bên đằng gốc là không được. Vì thế nào? Vì nếu mà mình để mắt bên ý, thì ta chặt bên ý, thì bên ý đằng ngọn thì cây nữa nó mỏng hơn, mà nó nhỏ hơn lúc mình tuôn thịt vô á. Là nó khó thì bên đó, bên ý nhỏ hơn, bên ý to hơn. Vừa là bên ý dày này, đến khi mình gọt, mình tòng thịt vô nó dày hơn, thì cái ống nứa nó không nứt được. Như thế. Đấy, thứ nhất. Thứ hai là bên ni nó to hơn, bên ni nó nhỏ hơn. Thì nên khi mình tòng tuôn cái thịt vô thì cỡ bên ni nó to hơn thì nó dễ hơn. Đấy, cho nên cái đặc điểm của nó là không bao giờ ai làm thịt chua mà chặt để cái mắt ở đầu gốc, để mắt đầu gòn. Đấy, vừa tuôn thịt gòn hơn, nhanh hơn, vừa không nứt nẻ. Để làm được món thịt chua hấp dẫn và đạt yêu cầu là cả một nghệ thuật. Không chỉ quy trình thực hiện chính xác, nghiêm ngặt, nguyên liệu làm thịt chua phải được chọn lọc kỹ càng. Ngày xưa thịt chua thường làm từ nguyên liệu là thịt thú rừng như nai, hoẵng hay thịt lợn rừng. Còn ngày nay, người ta làm bằng thịt lợn hoặc thịt bò. Đối với thịt lợn, phải chọn thịt mông sấn, thịt nạc vai, thịt nạc thân của con lợn lòi bản địa, thả rông hoặc lợn siêu nạc. Còn đối với thịt bò thì phải lọc sạch mỡ và gân. Thịt sau khi đã được làm sạch, thái miếng nhỏ và đều. Những cái bạc nhạc, cái mỡ dính với thịt là ta phải lọc ra hết. Lọc ra hết. Còn thái thì thái lúc thái thịt ấy, khi mà thái thịt ấy thì thái thì ta phải cắt ngang cái thớ thịt. Chứ không phải được không thái được theo dọc theo cái thớ thịt, vì mình thái rứa thì sau khi thịt nó dai đấy mình phải thái cắt ngang. Mà thái phải thái cho đều, vì nếu không thái đều mình miếng to miếng nhỏ hoặc là miếng mỏng miếng dày á, thì đến khi mà ta mà bỏ cái cơm này với cái muối vô bóp á, thì những cái miếng thịt nó dày hơn thì cái chất muối cái chất gia vị là nó không ngấm đều, nên là thịt nó không ngon, nó không chua đều, chua được đều.
để tạo được vị chua và mặn. Sau khi thịt thái xong, ướp với muối sống, sau đó cho trộn đều với cơm nguội. Còn nếu làm với bột thính thì cũng trộn đều, sao cho bột thính bám thật đều trên bề mặt các miếng thịt. Thính phải làm từ các loại ngô, gạo, đậu xanh, đỗ tương, rang vàng xay nhỏ. Bí quyết tạo nên thành công cho món thịt chua chính là ở khâu rang thính. Thính rang phải đảm bảo yêu cầu chín kỹ, dậy mùi thơm, màu vàng và không được để cháy. Bây giờ tôi sẽ nếm thử coi. Cơm nguội thì ta cùng bỏ dài dài ra, rồi sau là ta cứ bóp là cho đều đấy, cả muối cả cơm là bóp cho đều với thịt. Mà thịt mình càng bóp kỹ, từng nào là thịt càng ngon từng đó. Đấy. Còn thịt nên là mình bóp càng kỹ là thịt càng ngon. Đến sau khi thịt nó thật chua rồi là cái hạt cơm này không thấy đúng không? Là thấm vào trong. Thấm vào hết, nó thành bùi ra hết. Đấy, không thấy hạt cơm nữa. Sau khi trộn xong, thịt được cho vào ống bươm, ống tre, nén thật chặt và phủ một lớp cơm nguội lên, sau đó dùng lá chuối để bịt lại. Để tạo hương vị đặc trưng cho thịt chua, người ta thường chọn những lá chuối rừng hoặc lá ổi, rửa sạch, hơ qua lửa, rồi sau đó mới gói. Phải bỏ bên đi xuống này. Mà cái lá này nó dẻo, nó cũng lá khác, nó dày, nó nứt ngay. Nó lá chuối này, nó kín luôn. Đấy. Thế cái hơi thịt nó không ra được. Thì thịt nó chắc chắn nó sẽ chua sẽ ngon, còn cái hơi thịt mà ra nữa thì nó sẽ hôi 100% luôn. Sau khi làm xong, thịt chua sẽ được treo lên bếp hoặc phải bảo quản nơi thoáng mát. Thời gian để thịt chua lên men và dùng được nếu vào mùa đông thì phải sau 15 ngày, còn vào mùa hè thì khoảng 10 ngày. Sau quá trình lên men, thịt sẽ chín và có vị chua thơm ngon tự nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã vừa được theo dõi xong công đoạn rất quan trọng, cách làm thịt chua của đồng bào Thái ở huyện miền núi Quỳ Châu. Để tạo được hương vị mang bản sắc riêng thì đó là một bí quyết gia truyền của những người dân nơi đây. Ngày nay, trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi hoặc các buổi tiếp đón bạn bè cho bữa cơm gia đình thì món thịt chua không thể thiếu đối với mỗi người dân ở Quỳ Châu. Thịt chua thường được dùng trong các bữa cơm gia đình của người Thái ở Quỳ Châu, nhất là khi có khách quý. Thịt chua khi thưởng thức phải ăn kèm với các loại lá như sung, lá ổi, lá mơ, lá đinh lăng, lộc vừng, rau thơm. Nước chấm cũng phải là nước mắm nguyên chất, chế biến thêm ớt cay chỉ thiên mới thấy được hương vị thật độc đáo, khó quên. Một món ăn dân dã phục vụ nhu cầu bữa ăn hàng ngày. Ngày nay món thịt chua đã trở thành sản vật ngon mang đậm hương vị của núi rừng và là niềm tự hào của đồng bào Thái ở huyện Quỳ Châu.
anh ấy chỉ ra vá cho là chỉ ở mi ở bò là gan nặng này chỉ mà món chín xôm này. Thịt chua chúng tôi là một món ăn truyền thống có từ bao đời nay. Đây cũng là một niềm tự hào của chúng tôi. Tuy nhiên, để giữ gìn được bản sắc văn hóa của món thịt chua này, chúng tôi rất mong được các cấp ngành quan tâm xây dựng làng nghề, quảng bá thương hiệu rộng rãi trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là gắn liền vào các hội thi về ẩm thực của các dân tộc trong các lễ hội truyền thống như lễ hội Hang Bua, Thăm Ôm, Thăm Tràng, để mọi du khách thập phương được biết đến nhiều hơn. Ngày nay, thịt chua Quỳ Châu là một trong những nét văn hóa ẩm thực không chỉ dành cho đồng bào người Thái ở Quỳ Châu, mà đã được rất nhiều người miền xuôi biết đến. Để phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân khắp mọi miền, hiện nay món thịt chua đã được người dân sản xuất nhiều. Và thay vì dùng ống nứa đựng, người sản xuất thường gói bằng túi ni lông để tiện cho việc vận chuyển. Tuy vậy, món thịt chua vẫn giữ nguyên được hương vị độc đáo riêng, đảm bảo hợp vệ sinh. Để bảo tồn và giữ gìn bản sắc, hiện nay huyện Quỳ Châu đang tích cực xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh để trở thành một làng nghề truyền thống. Ở huyện Quỳ Châu thì khi nói đến văn hóa ẩm thực thì các bạn đã biết thì có các cái món ăn rất là đa dạng và phong phú, tiêu biểu như một số các món ăn như là cái món thịt chua, rồi là cái cánh ột và một số rồi là món cá gỏi và một số cái món khác nữa. Thì trong những năm qua thì chúng tôi cũng tích cực tham mưu cho ban huyện để có những cái giải pháp để nhằm bảo tồn các cái giá trị văn hóa đó. Thì chúng tôi lồng ghép trong cái lễ hội Hang Bua thì tổ chức đưa cái nét văn hóa ẩm thực ở vào để qua đó để làm khẳng định được cái giá trị văn hóa cũng như là tuyên truyền tới mọi người dân và đồng bào trên cả nước. Và khi về lễ hội thì có cái nét văn hóa rất đặc trưng của đồng bào Thái Quỳ Châu. Vùng đất Quỳ Châu của Nghệ An đã được thiên nhiên ban tặng với nhiều xanh lam thắng cảnh hùng vĩ và hữu tình, với dòng sông uốn lượn quanh co, đi qua nhiều bản làng đồng bào Thái, tưới mát cho những thung lũng, bồi đắp phù sa màu mỡ để làm nên những mùa vàng. Mảnh đất Quỳ Châu còn nổi tiếng bởi những di tích danh thắng gắn liền với các lễ hội mùa xuân như Thẩm Ồm, Tôn Thạt, Thẩm Trạng, lễ tế thần ở đền Chiêng Ngam, lễ hội Hang Bua, lễ hội Hang Co Ngụn và leo núi Phà Xăng. Du khách đến đây như được hòa mình vào đời sống văn hóa tinh thần phong phú, giàu bản sắc của đồng bào dân tộc Thái, cùng tham gia những hoạt động của lễ hội, những trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, những làn điệu dân ca. Đây cũng là dịp để đồng bào địa phương bày bán, giới thiệu đến du khách những sản vật truyền thống mang đậm hương vị của núi rừng. Và một trong những món ẩm thực truyền thống dân dã thì thịt chua vẫn là một món ăn ngon, mang tính đặc trưng của đồng bào Thái nơi đây. Ai đã một lần thưởng thức khó có thể quên được hương vị đậm đà của một trong những món ẩm thực ngon nức tiếng của núi rừng Quỳ Châu.